Dạ mọi người, ngày hôm qua thì mình bận công việc á, mình không có ra video được. Với lại là ngày hôm qua trời nó cũng âm u, nó mưa mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video hả, theo cái lời yêu cầu của các bạn. Đó thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của mình cho những anh em mới tập chơi. Thì video ngày hôm nay mình giải quyết hai cái vấn đề nha. Cái vấn đề đầu tiên là anh em mọi người hỏi mình là cái con chim nuôi lông sao nó cứ nó thay rồi nó ngưng. Đó, nói chung là thay lông lặp dập, nó không được đều á. Thì mình hồi giờ mình nuôi lông được tầm khoảng 10 con, hơn 10 con. Nói chung là mình đã từng nuôi lông á, là trong tay mình nuôi lông lên là khoảng 10 con, hơn 10 con. Thì theo như mình á, cái nguyên nhân á là theo như mình nghĩ nha, là do mình nuôi nó không có đều, không có ổn định. Con chim thay lông rất là yếu, mình nuôi làm sao cho nó cảm thấy nó an toàn thì nó mới rụng lông. Còn trong cái quá trình thay lông mà mình cứ xách ra xách vô, nhiều khi nó con chim á, cái bản năng của nó là nó ở ngoài tự nhiên là nó thay lông là nó rụng, mỗi lần nó rụng một hai cọng. Tại vì nếu nó rụng một phát một á, là nó sẽ không bay được, nó không bay được thì làm sao nó trốn chạy khỏi kẻ thù hay là nó đi tìm thức ăn. Đó, cho nên ở ngoài tự nhiên là nó thay, ví dụ cánh này một cọng thì cánh này một cọng, rồi nó mọc ra rồi nó mà lại rụng cọng khác. Còn anh em mình nuôi trong lòng á, mình làm sao mình cho nó ăn uống đầy đủ nè, rồi mình để nó cái nơi yên tĩnh nè, thì nó sẽ ổn định tâm lý nó và nó sẽ rụng thay lông nó đều. Thì mình cũng cho mọi người xem cái chỗ mà mình nuôi chim thay lông đó. Thì mọi người cũng thấy mình nuôi bên trong nhà vệ sinh của mình, mà cái nhà vệ sinh này mình rất là ít khi sử dụng. Nói chung thỉnh thoảng một ngày ra vô một hai lần thôi, nói chung ít sử dụng lắm. Rồi mình khi mà mình không sử dụng thì mình hay khép cửa lại. Cho nên bên trong cái nhà vệ sinh thì thứ nhất là ánh sáng nó nè, nó hơi tối tối đó. Cái thứ hai là nó yên tĩnh, đó là con chim nó sẽ thay lông đều thôi. Cho nên anh em mọi người, ví dụ nhà mình có cái nhà vệ sinh hoặc nhà kho, nói chung cái chỗ nào nó yên tĩnh á, mình treo mà đừng có chạ bởi chuột hay là thằn lằn hay là ồn ào hay là gió, thì con chim nó sẽ thay lông, nó rụng đều nha. Đó thì giải quyết cái vấn đề đầu tiên. Và một cái vấn đề thứ hai á, mình cũng chia sẻ theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình nha, mà anh em mọi người có thể là xem thấy đúng hay là không đúng như thế nào đó. Tại vì đôi khi mình cũng không phải hoàn toàn lúc nào mình cũng đúng, cũng có khi mình sai, nhưng mà mình chia sẻ theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Thì những anh em mà thường đi mua chim bổi hoặc là mua chim chơi, tức là mình mua ở tiệm chim hoặc là mua ở nhà người ta, thì thái độ nó rất là mạnh, nó đấu rất là mạnh đó. Nhưng mà khi về nhà mình thì nó tuột, nó xìu. Thì mình cũng trả lời cái câu hỏi này luôn là khi mà về nhà mình nó xìu là do đổi tay nha mọi người. Tại vì khi nó ở nhà người ta, nó cái môi trường sống nó khác và cái người chủ nó khác đó. Ví dụ như là cái môi trường sống nó là, ví dụ tối 7 giờ là người ta đã cho yên tĩnh nghỉ ngủ rồi. Còn nhà mình nhiều khi 7 giờ hát karaoke, hoặc là nhà người ta 7 giờ người ta hát karaoke, còn nhà mình 7 giờ cho nó ngủ. Nói chung nó thay đổi cái cuộc sống của nó, và nó về nhà mình nó làm quen với cái chủ mới nè, nhìn mặt lạ nè đó, rồi cái môi trường sống nhà mình mới nè, rồi những con chim ở xung quanh nhà mình nó cũng là những cái nhân vật mới. Cho nên nhiều con nó sẽ bị hỏng và nó sẽ tuột lửa. Thì mình nuôi một thời gian á, thì nó dần dần nó quen với mình rồi, nó sẽ lấy lại phong độ. Nó cũng giống như anh em cứ suy nghĩ đơn giản đi, anh em ở nhà mình thì nó khác, anh em có thể ngồi gác cái giò lên đó, anh em hút thuốc phì phà. Nhưng mà anh em qua nhà ông già vợ thôi là anh em đâu có dám gác cái giò lên hay là hút thuốc phì phà đâu. Đó, cái vấn đề nó là như vậy. Cho nên là cái con chim nó cũng vậy mọi người, khi đổ tay thì đổi tay á, giao lưu đổi tay thì nó sẽ bị hoảng, và nó sẽ nó cảm thấy nó không có an toàn. Nó tâm lý nó cái kiểu nó là như vậy. Cho nên mình nuôi một thời gian thì nó sẽ hết nha mọi người. Đó, thì nói chung cái video ngày hôm nay mình giải quyết hai cái vấn đề đó thôi. Cái thứ nhất là nuôi lông tại sao nó rớt lông lặp dập đó, và cái vấn đề thứ hai tại sao chim đổi tay thì nó lại tuột lửa. Nên anh em mọi người lưu ý hai cái vấn đề đó. Chim nuôi thay lông thì phải làm sao tạo cho nó một cái môi trường cảm thấy nó an toàn nhất. Nó an toàn thì nó mới rụng lông, còn nó cảm thấy nguy hiểm thì nó sẽ rụng lông lặp dập. Tại vì nó rụng một phát thì lỡ may kẻ thù đến làm sao nó bay được đó. Còn con chim đổi tay thì cũng giống như mình thôi, mình mà đi qua nhà ông già vợ thì không thể nào mà ngồi gác cái giò lên hay là hút điếu thuốc phì phà như vậy được, đúng không mọi người?
Đó, cái này là mình giải quyết cái vấn đề này theo cái quan niệm cá nhân của mình. Đó, anh em mọi người xem thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký. Đó, còn hả, nếu mà nó chưa hay, nó chưa đúng, nó chưa đầy đủ thì anh em mọi người có thể lại để lại cái bình luận đóng góp ý kiến. Mình lúc nào mình cũng ghi nhận những cái lời đóng góp ý kiến nhiệt tình của mọi người. Thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Đã mọi người.